Theo báo cáo của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba, trong giai đoạn 2010-2015, ngành thuốc lá nội địa bị cạnh tranh gay gắt bởi thuốc lá nhập lậu. Cùng với đó, luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành. Việc bắt buộc in cảnh báo sức khỏe cũng làm tăng chi phí sản xuất, tác động tới tâm lý của người tiêu dùng. Trước thách thức này, các giải pháp đồng bộ đã được Tổng Công ty triển khai như là đẩy mạnh hoạt động thị trường, tái cơ cấu nội bộ các công ty thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tiết kiệm chi phí, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề công nhân để nâng cao năng suất lao động. Trong giai đoạn 2011-2015, Vinataba đã nộp ngân sách bình quân tăng 8,7% một năm, xuất khẩu tăng 6,4% một năm, thu nhập người lao động tăng 8,2% một năm. Riêng chỉ tiêu tổng doanh thu giảm bình quân 1,7%, song do áp dụng các giải pháp kỹ thuật, tiết giảm chi phí, nên Tổng Công ty vẫn đảm bảo duy trì tốt chỉ tiêu lợi nhuận, bình quân là 5,1%. Dự kiến năm 2015, Vinataba phấn đấu đạt doanh thu 29.769 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 1.138 tỷ đồng và nộp ngân sách là 7.742 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, toàn Tổng Công ty đã có 724 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi 41.549 tỷ đồng. Tổng Công ty đã luôn chủ động phát hiện, biểu dương khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tính đến nay, đã có 316 lượt người lao động của Vinataba đạt danh hiệu công nhân giỏi do Tổng Công ty khen thưởng và 21 cá nhân đạt danh hiệu này cấp Công đoàn Công thương Việt Nam.